Nhồi máu cơ tim là một tình trạng nguy hiểm xảy ra khi dòng máu cung cấp cho cơ tim bị chặn lại, thường do sự hình thành của cục máu đông trong động mạch vành. Việc nhận biết sớm các triệu chứng của nhồi máu cơ tim là vô cùng quan trọng, vì điều này có thể cứu sống người bệnh thông qua việc can thiệp y tế kịp thời. 1. Đau thắt ngực Vị trí đau, triệu chứng điển hình là cơn đau thắt ngực, cảm giác đau tức, bóp nghẹt hoặc đè nặng ở giữa hoặc bên trái ngực cơn đau có thể lan ra cánh tay, vai, lưng, cổ hoặc hàm. Thời gian kéo dài, cơn đau thường kéo dài hơn 15 phút và không giảm bớt ngay cả khi nghỉ ngơi hoặc sử dụng thuốc giãn mạch. 2. Khó thở Cảm giác, người bệnh có thể cảm thấy khó thở hoặc thở dốc, ngay cả khi không hoạt động mạnh. Cảm giác này có thể đi kèm với đau ngực hoặc xuất hiện một cách độc lập. Mức độ, khó thở có thể nhẹ hoặc nghiêm trọng, gây cảm giác sợ hãi, hoảng loạn. 3. Đổ mồ hôi lạnh Tình trạng, một dấu hiệu phổ biến khác là đổ mồ hôi lạnh đột ngột, không liên quan đến hoạt động thể chất hoặc thời tiết. Mồ hôi thường chảy nhiều, đặc biệt là ở mặt, cổ và lòng bàn tay. 4. Buồn nôn hoặc nôn Triệu chứng tiêu hóa, một số người có thể cảm thấy buồn nôn, nôn hoặc có cảm giác khó chịu ở bụng thậm chí còn nhầm lẫn với triệu chứng của rối loạn tiêu hóa. 5. Chóng mặt, choáng váng. Mất thăng bằng, người bệnh có thể cảm thấy chóng mặt, choáng váng hoặc mất thăng bằng. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể ngất xỉu. 6. Mệt mỏi không giải thích được. Cảm giác trước khi xảy ra cơn nhồi máu cơ tim, một số người có thể cảm thấy mệt mỏi không rõ nguyên nhân, dù không hoạt động nhiều. Mệt mỏi này có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày. Nhồi máu cơ tim là một tình trạng khẩn cấp y tế cần được nhận biết và xử lý nhanh chóng. Hiểu rõ các triệu chứng và phản ứng kịp thời có thể cứu sống người bệnh và giảm thiểu những hậu quả lâu dài. Luôn lắng nghe cơ thể mình và đừng bao giờ chủ quan với những dấu hiệu bất thường, đặc biệt là các triệu chứng liên quan đến tim mạch. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng